Anh chào anh. À, anh xin hỏi tên của anh là gì ạ? Em là Hà. Vâng, thì rất vui hôm nay được gặp anh tại khu anh Smart World. Thì anh xin hỏi là anh bạn bè giới thiệu với anh về khu anh Smart World, hay là anh biết tới khu anh Smart World qua kênh truyền hình nào, hay là qua kênh web nào? À, em thì qua YouTube, thì em ấn những cái thanh công cụ để tìm kiếm thì nó ra quen nhiều. Cái sản phẩm của mình còn nhiều, xem cũng hay, em đăng ký xem là thế mình sẽ thích đến đây. Thế anh cho em hỏi, anh có thể chia sẻ với cả các bạn về game thủ, hay là các bạn có đang có những cây là anh như cái bộ cây cấu hình như này với mũi sử dụng vào gì không ạ? Em thì để chơi phim game. Ở nhà anh hay chơi game gì ạ? Nhiều game. Vâng. Một chia sẻ nữa là tất cả các bạn là anh Thịnh của chúng ta đã chat với tôi qua kênh Facebook và biết đến chú anh qua YouTube từ ban sáng cho đến khi anh Thịnh lên xe rồi đến khu anh Smart World là 1 giờ chiều. Thì ngay lúc đó thì tôi và những người Hà đã lên cấu hình tư vấn cho anh Thịnh. Anh Thịnh có một bộ cây đặc biệt là sản phẩm nước, và ngay tại trong tháng 6 này khu anh Smart World đang có chương trình BBC với cả sản phẩm nước Houston. Các bạn sẽ được tặng chiếc vỏ cây Kama Aurora rất là đẹp, thì giá 1,2 triệu đồng. Thì thay mặt của anh Smart World thì em rất là cảm ơn anh Thịnh đã tin tưởng vào khu anh Smart World và đã đặt niềm tin vào chúng em, và rất mong là sau này anh có được rất giải trí với bộ PC khủng của mình. Cảm ơn các bạn.